Dạ vâng, Nobita xin kính chào tất cả các bạn cùng tất cả các khán thính giả đang xem video của Nobita. Trong ngày hôm nay thì Nobita lại có thêm một cái video mới muốn chia sẻ với các bạn. Đó chính là như các bạn biết thì ngoài những video mà Nobita chia sẻ về cái vấn đề làm YouTuber và những cái kinh nghiệm của mình, thì ngoài ra thì mình sẽ làm thêm một cái số vấn đề chủ đề nữa. Sẽ nói về chia sẻ những cái gì mà mình đã biết về các đồ trang thiết bị điện tử ở trong gia đình của mình thường hay sử dụng. Tinovita không phải là một cái người mà sửa chữa điện tử, nhưng mình lại rất thích ham học hỏi về những cái vấn đề này. Để làm gì ạ? Để có thể tự sửa chữa hoặc là kiểm tra những cái vấn đề nhỏ thường xảy ra với các thiết bị điện tử như máy giặt hoặc là tivi hoặc là đối với nồi cơm điện chẳng hạn. Thì thường thì nói không nói dối gì các bạn thì những cái lỗi mà sửa vặt vãnh nhất thì Nobita đều thường kiểm tra trước, sau khi mà nếu như cảm giác mà mình không làm được hoặc vượt quá sức thì mình mới tiến hành đem ra cho thợ sửa mà thôi. Thì hôm trước thì cũng có một bạn là đã hỏi mình về cái bộ chuyển đổi cáp quang, chuyển đổi âm thanh. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn các bạn là các bạn ấy có hỏi mình là tại sao cái cáp quang của cái bạn ấy mà lại không xuất được ra không xuất được ra âm thanh thì nó cũng không lên nguồn. Thì hỏi là lý do vì sao. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách kiểm tra như thế nào. Thì như các bạn thấy thì ở trên trước cái màn hình của mình đây thì nó có một bộ chuyển đổi cáp quang từ TV ra kết nối ra đầu âm thanh, đó là loa hoặc là âm ly của các bạn chẳng hạn. Thì đây mình sẽ giới thiệu các bạn. Ở đây chính là một cái bộ sạc. Các bạn có thể dùng bộ sạc của điện thoại cũng được. Đây chính là một cái dây kết nối, một đầu là kết nối USB và một đầu là đầu jack tròn để cắm vào cái bộ chuyển đổi này. Và cái một phần dây cũng không là kém là quan trọng. Thì cái dây này nó y như là cái dây cáp quang các bạn nhé. Bên trong nó là sợi dây thủy tinh hai đầu. Một đầu thì chúng ta sẽ cắm vào tivi và một đầu chúng ta sẽ cắm vào cái bộ chuyển đổi quang này thì nó sẽ cho ra những cái đầu jack hoa sen. Đầu tiên thì nó có nguyên nhân mà các bạn có thể thấy nó không lên cái nguồn đèn ở đây, ở đèn báo ở đây. Thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân có thể là do ổ sạc của chúng ta bị hỏng hoặc là dây của chúng ta bị đứt. Thì trước khi xảy ra vấn đề như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau đi loại bỏ từng nguyên nhân một. Thì cũng mình cũng nói qua cho các bạn biết một chút rằng là đối với những cái đồ điện tử này thì nó có muôn vàn giá. Có những loại chỉ có 50.000 hoặc 60.000 thì cũng có. Có những loại bé bằng nửa của cái con đây của mình. Như cái loại này của mình mua tận 300.000 nhá. Và mình đã dùng một năm nay rồi thì chưa có hiện tượng gì xảy ra và cái âm thanh suất của nó ra cũng khá là hay. Đầu một bên đầu của nó là có một cái cổng ở nguồn 5V. Ở đây là chính cổng suất cáp đồng trục cáp âm thanh đi vào và nó sẽ ra ở bên này. Còn đây chính là cái tô linh, chính là cái đầu cáp quang mà chúng ta cắm một đầu vào tivi một đầu vào cái ổ này. Một phía bên đầu ra thì nó đang hiển thị là có một cái đèn nút điện báo nguồn, một cái nút AUX đó là jack 3.5. Các bạn có thể cắm tai nghe hoặc là cắm vào dàn âm thanh. Và có thêm hai cái đầu hoa sen nữa. Thì các bạn sẽ cho các bạn có nhiều cái tùy chọn kết nối ấy. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi lắp tiến hành đầu tiên cho các bạn xem. Thì đầu tiên để sau kiểm tra chúng ta sẽ cắm một cái đầu nguồn USB vào đây. Tiếp tục thì các bạn sẽ cắm vào cái cổng nguồn vào giúp mình. Thì ngay lập tức thì các bạn đã thấy nguồn và báo là đã báo xanh rồi. Tức là đang nguồn sống. Thì các bạn có hai sự lựa chọn là các bạn có thể cắm vào cái ổ sạc điện thoại này hoặc là các bạn có thể cắm vào trên cái cổng USB của TV. Thì đối với những cái TV thông thường mà đã phải sử dụng cổng quang này thì nó đều có cổng USB nhé. Thì các bạn nên tận dụng. Tại vì sao ạ? Tại vì khi các bạn cắm qua cái cổng sạc này thì có nhiều khả năng khi các bạn đi làm xa, các bạn không sử dụng TV một thời gian thì cái cục này nó vẫn có điện và nó vẫn liên tục hoạt động thì nó sẽ bị nóng và nhanh hỏng hơn. Thì mình khuyên các bạn là nên cắm trực tiếp cổng USB của TV thì khi các bạn không dùng TV nữa, các bạn tắt TV thì đồng nghĩa là cục này nó cũng sẽ tắt.
Rồi và tiếp theo thì khi nguồn đã lên thì các bạn sẽ tiến hành kiểm tra. Bước tiếp theo chính là kiểm tra hai đầu cáp quang. Có rất nhiều nguyên nhân là đầu cáp quang của bạn sẽ bị gãy do các bạn cắm nhầm cái đầu của nó. Như các bạn để ý giúp mình đây, thì mỗi đầu thì nó sẽ có những khớp khác nhau, đây nó có những đường rãnh khác nhau, thì các bạn lưu ý tương ứng thì nó sẽ gắn mỹ đường khớp ở trên này. Đây chính là hai rãnh này, thì nó phải đi ăn khớp với nhau. Nếu các bạn cắm ngược thì nó sẽ bị gãy đầu. Và cái vấn đề tiếp theo thì nó hay xảy ra với trường hợp là bị gãy cái đầu dây cáp quang này, nó bị gập khúc ở đâu đó. Cái điều này thì rất là hay xảy ra, thì các bạn sẽ kiểm tra giúp mình như thế này nhá. Các bạn có thể dùng đèn laser hoặc là đèn chiếu sáng, đèn led của điện thoại cũng được, thì các bạn sẽ chiếu vào cái đầu này và tiếp tục xem đầu còn lại nó có phát ra đồ sáng hay không. Nếu như cái đầu chiếu đồ sáng vào một đầu này và một đầu bên này phát sáng thì tức là dây cáp quang của bạn vẫn còn sống, và nếu như ngược lại nó không sáng thì dây cáp quang của bạn đã chết. Thì bạn có thể đi mua khoảng 40-50 nghìn một dây như này, thì họ cũng bán rất là nhiều nhé. Thì bây giờ mình sẽ tận dụng cái đèn led xanh này để mình sẽ chiếu vào một đầu. Và đầu còn lại thì các bạn thấy không ạ? Khi mình bỏ một cái đầu xanh ra thì nó đã không còn màu xanh nữa. Và khi mình để ngược lại cái này thì cái đầu đèn này đã phát sáng. Vậy là cáp quang của chúng ta vẫn còn sống. Rồi, sau khi mà cáp quang đã cắm ở đây thì chúng ta đã loại trừ được nguyên nhân là cục vẫn còn sống. Dây chuyển đổi cáp quang tín hiệu của chúng ta vẫn còn sống. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cần phải kiểm tra thêm, đó là ở trên đầu này thì nó cho chúng ta hai sự lựa chọn. Đó chính là các bạn có thể cắm một đầu là 3.5. 3.5 thì chúng ta sẽ cắm vào đầu này. Và chúng ta sẽ tiếp tục kiểm tra dây giúp mình. Nếu như dây vẫn ok thì là không sao. Còn nếu như chắc chắn một điều nữa mà khi đã kiểm tra bước này mà cái cục này nó vẫn không có tiếng, thì các bạn sẽ kiểm tra trong phần cài đặt TV giúp mình. Vì có nhiều khi là các bạn quên cái phần cài đặt đầu ra âm thanh của nó thì nó cũng không có tiếng đâu các bạn nhé. Thì cái mục đích của mình làm video ngày hôm nay là sẽ hướng dẫn các bạn cái cách kiểm tra cái đầu chuyển đổi cáp quang nó còn sống hay chết. Thì đến đây là hết. Hy vọng là các bạn sẽ thấy video này thật là bổ ích. Nếu như các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào khác thì hãy để lại bình luận bên dưới để Nobita sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu trong những video lần sau nhé. Rồi, video đến đây là hết. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.